Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 miễn phí trọn đời sản phẩm. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trầm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả Cà Phê Sáng Thời Sự Thế Giới trong ngày thứ tư hôm nay Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, gửi lời chào Ngọc Lan Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả Quý vị đã chuẩn bị đón dòng sông lơ Đảng ồ không phải, dòng sông khí quyển chưa Ngọc Lan, Ngọc Lan thấy nôm nào, nôm nào, mưa gió mấy hôm nay nhưng Đúng mà vừa vậy. mới coi tức thì Thì một tin vui cho những người bán chợ Tết ở đây, đó là chỉ mưa ngày mai mưa ngày mai thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật trời không có mưa Sau rồi qua tuần sau mới lại thực sự đó thực sự tôi cũng không có trông chờ cứ... gì cái sự chính xác của các dự báo thời hoài tiết hoài phải không? Luôn vậy? mình không có sự chính xác nhưng mà thưa quý vị sáng sớm ngày hôm nay đến đài đó sáng sớm thứ tư thì à, à, tiếp tục à, không biết bao nhiêu cái bản tin thời tiết nó từ tuần trước là mà trên cà phê sáng chúng tôi đã gửi đến quý vị rồi ai cũng đoán là bão tới đúng vào thời điểm này họ nói rằng chiều nay thứ tư hoặc là có những cái tin nói rằng chiều mai thì sẽ vào nhiều hơn nhưng mà sáng nay đó lần đầu tiên chúng tôi mới cảm nhận được khi mà cái dòng sông này nó đang kéo tới đó thì quý vị biết khi cái cái luồng khí quyển mà nó quá nhiều nước như vậy đó nó sẽ đẩy cái hơi ẩm đến trước nó giống như là sóng thần rồi đó trước khi vào đó nó hút hết nước ra từ từ nó đẩy vô nước lên dâng cao dâng cao từ từ thì cũng tương tự như vậy dòng sông khí cười nó đang chuyển tới đó độ ẩm và ngọc lan sáng nay đi trên đường phố chúng tôi bước ra ngoài đường mới thấy được cái độ ẩm nó ghê như thế nào lái xe trên đường đó thì sương mù đầy hết và chúng tôi ngửi thấy một cái mùi rất là đặc biệt nó giống như cái mùi khói người ga mùi ga nó trộn lẫn vậy đó và khi mà bước ra khỏi xe thì ngửi thấy cái mùi đó đúng là cái độ ẩm ở trong không khí và quý vị biết đó, cái độ ẩm nó nhiều đến độ chúng tôi thấy dần như là mưa phùn nó đang thổi xuống vậy đó. Cho nên bước ra xe sáng nay thấy người ẩm hết, đường phố cũng ẩm luôn. Tức là cái hơi ẩm nó bị cái dòng sông khí quyển nó đẩy tới đó. Và đó là cái điều mà hứa hẹn thì hầu hết các chuyên gia khí tượng đều nói rằng à, 3 inches là rất là bình thường. 3 inches mà quý vị tưởng tượng mưa nó nhiều đến như thế thì nó ngập lụt ở khắp nơi, à, nhất là ở San Diego. Có nơi sẽ lên, có nơi thậm chí nó lên tới 13 inches luôn. Họ nói trung bình là khoảng 6, 8 inches, 13 inches, bởi vì nó mưa nó quá nhiều mà nó kéo dài hai tuần lễ. Nó kéo dài đâu đó đến mùng 1 Tết luôn hay sao hay qua khỏi Tết nữa. Ừ. Tức là cứ mưa xong rồi tạnh mưa xong rồi tạnh có khi thì ba mươi có khi năm mươi có khi bảy mươi và cũng có khi 10% nữa cho nên các khuyến cáo để chúng ta mọi người chờ đợi và tội nghiệp vô cùng nhất là những nơi ở san diego bị lũ lụt trong thời gian qua bây giờ họ lại chờ đợi một cái kinh khủng ở đây đó là trên những cái vùng đồi cao đó và xuống tới đồng bằng nằm ở giữa đó thưa quý vị những cái vùng trũng mà ở giữa đó là chịu đựng hết tức là mưa nước ở trên à, núi cao và đồi cao nó đổ xuống thì nó đổ nó không kịp à, chuyển hết xuống à, xuống biển đó thì nó tụ lại bởi vì mưa nhiều quá mà có những cái trận mưa nó sẽ kéo dài à, trong một cái thời gian thật là nhiều và vì thế nó động nước nhiều hơn nữa à, các khu vực Cộng đồng ở San Diego Chúng tôi nói chuyện với các nhà bán bảo hiểm Họ nói bây giờ có nhiều công ty Họ không bán bảo hiểm San Diego luôn Bảo hiểm lũ lụt cũng không bán luôn Bởi vì họ biết trước cái tình trạng này sẽ xảy ra wow. à, Thưa quý vị Cái đó là anh Thụy cảnh báo về Dòng sông lơ đáng à, <laughs> Còn bây giờ thì Ngọc Lan cảnh báo về Cái chuyện mà bột giặt à, Bây giờ oh, oh. ai giặt máy Thì quý vị ở Mỹ này Cũng có giặt tay không à Hầu hết là giặt máy rồi Tôi cũng à, hồi trước á tay Dạ, những cái đồ mà ví dụ như bằng nó, nó cần ra yeah, phải giặt yeah. giặt tay để cho nó bảo đảm là nó không có bị hư yeah. thì quý vị biết là trước đây chúng ta xài bột giặt bột nè rồi xong rồi cái đến bột nước nè nhưng mà đựng trong cái thùng rồi sau này á bây giờ là thường là bột giặt là những cái viên như thế này nhìn Tôi rất thích, thích là đẹp, yeah, tại vì nó gọn, oh, nó sạch, yeah, ném vào cầm, cái xong. bỏ vô trong máy rồi xong và cái viên này á, nó cũng giống với lại cái uh, tợ tợ như cái viên tựa uh, tựa tờ tự, tợ tự, tiếng địa phương uh, giống như là cái viên uh, giặt uh, uh, rửa chén vậy đó và chính vì những cái điều này cho nên cái nghiên cứu cho thấy càng ngày càng có nhiều người bị uh, nhiễm độc bị ừ. nguy hiểm bị chết vì cái loại bột giặt này mà hồi đó không phải là chỉ trẻ con người lớn và cả người lớn tuổi đó, thì ừ. cả ba cái đối tượng đó, ba thành phần đó đều bị hết. Lý do người ta nói rằng quý vị đối với lại trẻ nhỏ đó mà dưới 6 tuổi thì cái mức độ là bị nhiều nhất là chiếm đến khoảng tám mươi mấy phần trăm. Lý do đó là nó không biết. Nó không biết cho nên nó ừ. thấy đẹp, nó thấy lạ, Nhạc. cầm nó nó mềm mềm nó bỏ vô miệng nó ăn. Thì cái chất bột giặt này nó vào trong ruột. Quý vị tưởng tượng nó là chất tẩy mà giặt sạch quần rồi. áo chúng ta thì bây giờ đứa nhỏ nó nuốt vô bụng thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Đối với lại cái người cao tuổi á, những người lớn họ nói là thường là trên 70 tuổi đó thì bắt đầu lúc đó ví dụ như tay chân họ cũng lọng cộng yếu hay là ừ. mắt yếu đó thì đôi khi họ cầm cái đại học bấm hay sao á thì thường nó bị khi mà họ nói là nó bị nó à, vỡ ra thì nó bắn lên trên mắt ở trên mặt họ ừ. hoặc là nó bị vô miệng thì đó là những cái trường hợp đó không có tử vong nhưng mà nó nguy hiểm. Và cái trường hợp đối với lại à, những đứa mà ở cái tuổi vừa trưởng thành đó thì đó lại là một cái dạng khác nữa nó biết cái này là cái gì nhưng mà nó ăn nó ăn là bởi vì sao là thứ nhất là ở trên mạng xã hội có đôi khi có những cái thách thức á oh. mày làm cái đó đi để chứng tỏ thì nó lấy nó ăn là một cái cái thứ hai là tự tử có nhiều oh. người người ta dùng cái bột wow. giặt này à, cái này cho vào miệng ăn để mà tự tử thì da yeah. cho nên ở đó có ba cái cái thành phần mà okay. bị uh, ảnh hưởng nhiễm đặc chất độc từ cái cái bột giặt này nè À, những cái hóa chất từ này là nhiều nhất đó là dưới trẻ con dưới 6 tuổi, à, người cao tuổi trên 70 và ở cái lứa tuổi mà khoảng 17, 18, 19, 20 thì ở cái lứa tuổi đó là nhiều nhất. Còn những người à, cỡ cỡ như Ngọc Lan như anh Thụy thì sẽ không bao giờ bị cái này. Cho nên đó, người ta nói à, đối với lại trẻ con đó, thì cái cách hay nhất để mình hướng dẫn nó an toàn đó là mình gọi nó đến mình dạy cho nó biết cái này là cái gì. Chỉ cho nó biết để cho nó đừng có lấy nó tò mò nó bốc nó ăn Ngoài cái chuyện là mình phải cất trên cao mình cất kỹ Đúng, nhưng mà mình phải dặn cao. nó Nó là cái gì chứ không phải là cất không đôi khi nó trèo lên nó lấy à, Còn đối với người à, cao niên thì cái đó mình chỉ nói là cẩn thận thôi Nhưng mà đối với người ta sợ nhất là đối với cái tuổi mà nó ăn để chấp nhận thách thức Và à, để tự tử thì cái đó tùy theo cái tâm lý tinh thần của mỗi người mà thôi tôi chỉ có cái phiền ừ. cái này đó là khi bóc một cục bỏ vào đó là tay mình nó chết nhớt cho nên lại phải rửa tay anh ừ, dạ, ở tí ngoài nó nhựa đó, nó, 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 dạ. nó 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 khi mà vào trong nước là nó tan ngay và cái xà bông nó rất là dễ dàng thơm mà nó tiện lắm không phải đông đếm như xà bông nước xà bông giặt thì nó đôi khi nó máy nó bị gì đó rồi dạ, cục cái bột yeah, nó dính vào trong quần áo tôi thấy là không bao giờ xài <laughs> xà bông bột hết mà xài cái này tiện lợi một cục thầy vào một cái là xong một nồi. Thưa quý vị ngày hôm nay tối hôm qua chúng tôi tình cờ ngồi uh, theo dõi tin tức để xem coi sáng cà phê sáng có gì gửi đến quý vị đó thì đọc một cái bản tin này lại thấy lo là thậm chí lo cho mình luôn bởi vì trong quá khứ cái ngân khoản uh, của chúng tôi cũng đã từng bị tin tặc tấn công vào và chúng tự đó vào để mà nó có một cách nào đó nó lấy được cái um, tài khoản và nó tự động gieo tiền từ Bank of America vào tiền của chúng. À, lẽ đương nhiên tất cả những cái vụ đó thì mình tiền mình lấy đại được. Nhưng mà rất là phiền sáng sớm mở dạy coi Account thấy tự nhiên mất hết ngàn mấy. Vô lý không thưa quý vị? Ngày hôm nay họ khuyến cáo và đây là cái phương tức vô cùng thủ đoạn của tin tặc. Và quý vị để ý nha. Những ai mà hay gieo tiền á, và có cái gieo để sẵn ở trong cái chương mục ngân hàng của mình thì vô cùng cẩn trọng cái cách này bọn chúng mà cũng không biết được làm sao chúng làm được đối với các công ty điện thoại và chúng tôi gửi thêm quý vị khuyến cáo này ngay sau phần quảng cáo với cà phê sáng mời quý vị cùng theo dõi